thưa quý vị và các bạn suốt nhiều thập niên tư tưởng lý luận về hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa linh hồn và phương pháp của chủ nghĩa mark lenin đã bị xuyên tạc một cách giáo điều và ngày càng bị bóp méo một cách ác ý vì vậy bảo vệ và phát triển chủ nghĩa mark lenin trong tình hình hiện nay là bảo vệ những giá trị gốc rễ với tư cách là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản việt nam Chương trình hôm nay trích giới thiệu bài viết đăng hai kỳ trên tạp chí Cộng sản của tác giả Tiến sĩ Nhị Lê có tiêu đề Bảo vệ phát triển chủ nghĩa mác trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chính những kẻ từng khoác áo Marxist sống được và thành danh nhờ chủ nghĩa Mark Lenin. Sau năm 1991 và giờ đây lại quay sang coi các Mark và Lenin như những nhà tiên tri không thành đạt, như những ông thầy bói của lịch sử. Nhưng chính những học giả của giai cấp tư sản đã nhận ra sự báo ứng nan giải sẽ trở nên vô phương cứu chữa đối với sự cùng quẫn của thể chế tư sản lúc họ thiếu các mác bởi vì ở thời khắc cam go và hết sức phức tạp của lịch sử, ngay trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay đang khủng hoảng bởi thiếu một sung lực đúng đắn từ lĩnh vực tư tưởng. Đó là lĩnh vực lý luận về kinh tế và xã hội. Khi những cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 1997, 1998 và 2008, khi vấn nạn môi trường sinh thái toàn cầu lan rộng mà các quốc gia tư sản vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Điều đó giải thích vì sao chủ nghĩa tư bản và các phong trào chống lại chủ nghĩa tư bản toàn cầu đang bộc lộ sự lúng túng, yếu kém, thậm chí bất lực vì thiếu một nền tảng lý luận xã hội căn bản, khoa học và phù hợp. Nhận thức về nhu cầu bất khả kháng đó, không phải ai khác và cũng không phải ở đâu khác, chính rắc Derrida, một chiếc ra danh tiếng phương Tây đã phải thốt lên. Chúng ta phải trở về với Marx nhân loại không có tương lai mà lại không có mát. Điều đó đã lan tỏa sang cả nước Mỹ. Khi ông Paulo Suisi, một giáo sư đại học tại bang Florida, lên tiếng cảnh tỉnh. Nếu chủ nghĩa xã hội dùng trí lực của nhân loại giống như Mark đã nói, thế thì rất rõ ràng, ngoài chủ nghĩa xã hội không có sự cứu thế nào khác. Còn ông Harrington, một nhà văn hóa học người Mỹ thì tuyên bố, chủ nghĩa xã hội sẽ là người kế thừa các cuộc cách mạng tư sản vĩ đại là phong trào hiện thực tự do, bình đẳng, bác ái, những điều không thể thực hiện được trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay là một bộ phận người Cộng sản trong hành trình hiện thực hóa lý tưởng Cộng sản do chính chủ nghĩa Mark Lenin khởi xướng, vào những thời khắc khó khăn nhất lại tỏ ra do dự, hoài nghi, lúng túng, thậm chí cả bằng sự thẩm xét hời hợt nông cạn cách hình thức qua thái độ hoặc là ngoảnh mặt thờ ơ hoặc là kỳ thị chối bỏ rồi quay ra công kích chủ nghĩa mác cần khẳng định rằng phải có một cách nhìn thực sự bình tĩnh, khách quan cần một phương pháp khoa học một tinh thần cách mạng với thái độ thành tâm, nghiêm túc và cầu thị chúng ta mới có thể khắc phục những khó khăn, thách thức mà cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mark Lenin đang phải đương đầu trước hết về mặt tư tưởng lý luận. Có mấy biến thể ở mức độ này hay khác, dù tự giác hay không tự giác, đã trực tiếp làm lệch lạc nhận thức về chủ nghĩa Mark Lenin, vô hình, bôi nhỏ và phủ định nó. Một là, biến thể chủ nghĩa Mark Lenin được tạo ra tồn tại dưới dạng sản phẩm của sự diễn dịch chủ quan và giáo điều. Đây là dạng mà ngay lúc còn sinh thời chính mark phải thốt lên tôi không phải là mark và người theo chủ nghĩa mark khi ông đọc lại chính tư tưởng của mình qua sự giới thiệu của những người cùng thời giờ đây người ta lại chia cắt biệt lập mark thời trẻ và đem đối lập với mark sau này đem đối lập mark với lenin với lenin người ta cũng làm như vậy nhất là sau khi lenin mất những di sản tư tưởng vĩ đại của ông bị người ta giải thích một cách thiên kiến cứng nhắc chủ quan và thô lậu để tạo ra một thứ theo họ được gọi là chủ nghĩa mark lenin người ta đánh dấu một dấu cộng đơn thuần giữa mark và lenin một cách hình thức rồi coi như hoàn tất mọi việc hai là biến thể chủ nghĩa mark lenin được tồn tại một cách phổ biến theo kiểu bị cắt xén chắp vá một cách thực dụng bằng cách phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan với các quy luật khách quan cũng như mối liên hệ hữu cơ giữa các sự vật hiện tượng, người ta tuyệt đối hóa vai trò ngẫu nhiên, vai trò cảm giác và kinh nghiệm chủ quan. Chủ nghĩa Mark Lenin được nhào nặn và tạo ra dưới bàn tay của họ bị biến thành chủ nghĩa công cụ, chủ nghĩa hành vi là thứ triết học của sức mạnh dưới sự chi phối của chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa cơ hội. Ba là dạng biến thể chủ nghĩa Mark Lenin được dựng lên một cách giả trá theo chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội. Trên bình diện này, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại với bản chất cố hữu của nó đã sử dụng một cách khôn ngoan chủ nghĩa thực dụng làm cơ sở phương pháp luận cho nó. Họ nhân danh chủ nghĩa Mark Lenin để thực hiện mưu toan tước bỏ nội dung giai cấp và tính cách mạng, cốt làm méo mó, sai lệch ý tưởng của Mark, kỳ thực nhằm chống phá, phủ định chủ nghĩa Mark Lenin. Từ đó, chủ nghĩa Mark Lenin qua bàn tay nhào nặn của những kẻ cơ hội và xét lại chỉ còn là nhãn hiệu, chỉ còn là xác bằng sự tưởng tượng ngây thơ nhưng có sức nặng đủ để tự phản lại và giết chết chính nó khi nằm trong tay họ. Vô hình bóp nghẹt công tác lý luận như lịch sử đã từng cảnh cáo. Mark Angen Lenin không phải là những nhà tiên tri những ông thầy bói của lịch sử như mấy ai bôi nhỏ hay huyễn hoặc các ông là những nhà cách mạng nhà khoa học chân chính thiên tài chủ nghĩa mà các ông sáng lập và đấu tranh không mệt mỏi để thực hiện nó là hành động một cách dũng cảm và cách mạng biến cái logic phát triển tất yếu của nhân loại trên cơ sở giải phẫu các xã hội mà loài người đã và đang tồn tại để các quốc gia dân tộc đi tới tương lai nói cách khác lý luận của các ông chỉ giúp loài người lựa chọn và điều cần và phải đi con đường dẫn tới chân lý với những lực lượng tiên quyết, những điều kiện có tính chất cần và đủ khi đứng ở ngã ba lịch sử của sự lựa chọn và phải quyết định, gồm một ngả dẫn đến vũng lầy của sự lầm lẫn, còn ngả kia là đi tới chân trời sáng sủa tất yếu. Các mắt chỉ vén mây mù để tất cả nhìn thấy trời xanh tất yếu của sự tự do và con đường đi tới nó một cách tự nhiên còn đi như thế nào lại tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia, dân tộc và tình thế lịch sử cho phép. Lenin rất căm ghét thói rập khuôn mù quáng. Cả hai ông đòi hỏi sự phê phán nghiêm ngặt học thuyết của các ông, chứ không phải khư khư bám giữ những điều có thể là đúng với hôm qua, nhưng hôm nay đã bị cuộc sống vượt qua. Đó chính là nguồn gốc, sức sống, con đường phát triển của chính lý luận Mark Lenin, học thuyết cách mạng phê phán và tự phê phán cách mạng vượt qua tất cả các học thuyết hiện nay chủ nghĩa mark lenin đã mở ra cả một chân trời khám phá và sáng tạo không ngừng vì toàn bộ thế giới quan của học thuyết mark nói như engel không chỉ là một học thuyết lớn mà còn là phương pháp nó đưa ra không phải những giáo điều có sẵn mà là những xuất phát điểm để tiếp tục nghiên cứu toàn diện lịch sử Một nhu cầu tự nhiên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc hiện nay là chúng ta phải trở về với chủ nghĩa Mark Lenin một cách nghiêm chỉnh, khoa học, sáng tạo. Chủ nghĩa Mark Lenin tự nó đã là một khoa học mang tính cách mạng sâu sắc. Vì nó là học thuyết không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là nhằm cải tạo thế giới. Nói cách khác, chủ nghĩa Mark Lenin tuyệt đối không phải là thứ khoa học tự thân nào đó mà là khoa học về cách mạng, khoa học của thực tiễn và vì thực tiễn lịch sử nhằm tới giải phóng con người khỏi sự chế ngự bởi vương quốc tất yếu dẫn tới vương quốc tự do. Khi nói kiên định với chủ nghĩa Mạc Lê cũng chính là phải không ngừng phát triển nó bằng thực tiễn cách mạng sáng tạo, đồng thời tỉnh táo, chống lại một cách kịp thời và hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại, làm vấy bẩn, méo mó và xuyên tạc nó. Đó là con đường đúng đắn nhất, khoa học nhất và cách mạng triệt để nhất Để làm cho nó phát triển không ngừng Đó cũng là sứ mệnh lịch sử Làm nên vị trí không thể thay thế của chủ nghĩa Mark Lenin Với tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa học Xét cho cùng Toàn bộ công tác lý luận tư tưởng của chúng ta Về thực chất là nhằm tới mục đích góp phần trực tiếp xây dựng Một đường lối chính trị độc lập tư chủ và sáng tạo về lý luận của đảng Để dẫn dắt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công trên nền tảng chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước sang thế kỷ 21, sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, xu thế toàn cầu hóa với xung lực là kinh tế tri thức đang tiến với tốc độ một ngày bằng cả trăm năm, đã và đang đặt ra trước đất nước những trọng trách mới ngày càng to lớn, phức tạp và khó khăn hơn có hàng loạt vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược vừa cấp bách đặt ra. Đó là những vấn đề hết sức cơ bản và bức thiết mệnh hệ tới tương lai của đất nước đang đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phải trả lời cấp bách. Vì thế, công tác lý luận của chúng ta phải góp phần tìm ra được lối đi cho đất nước dưới ngọn cờ của đảng. Cơ hội và thách thức đó đòi hỏi chúng ta phải vừa kiên định, vừa phát triển sáng tạo không ngừng chủ nghĩa Mạc Lê tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước ta và xu thế vận động của thời đại, từ đó hoạch định đường lối đúng đắn, tiếp tục đề ra những giải pháp hữu hiệu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá khứ, ở không ít nơi, với không ít người, sự kiên định bị biến thành thói bảo thủ, rập khuôn tới mức giáo điều. Và sự sáng tạo lại được bóp méo và nhảy sang thái cực hoặc là thực dụng, hoặc là cơ hội, thậm chí xét lại chủ nghĩa Mạc Lênin bị vi phạm một cách thô bạo, bị làm cho biến dạng, bị xuyên tạc tới mức thảm hại, dẫn tới đổ vỡ, thảm bại một cách nặng nề, không thể cứu vãn nổi trên bình diện lịch sử thực tiễn ở không ít quốc gia trong thế kỷ 20 và cả những lúng túng ở những năm 20 của thế kỷ 21 như chúng ta đã thấy. Vì thế, phải coi việc công khai giữ vững kiên định vô điều kiện nguyên tắc tính đảng Marxist là vấn đề có ý nghĩa thành bại, sinh tử đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa giáo điều và những khuynh hướng cơ hội xét lại hiện đại. Nếu không như vậy, chắc chắn rằng chúng ta trước sau vẫn chỉ là người ngây thơ khờ khạo, vẫn là kẻ ngốc nghếch bị người khác lừa bịp và tự lừa bịp mình về chính trị như Lenin từng nói. Công tác lý luận phải tư nhận về mình và làm thật tốt trọng trách kết hợp chặt chẽ và nhuẩn nhuyễn việc nghiên cứu cơ bản chủ nghĩa Mạc Lê tư tưởng Hồ Chí Minh với nghiên cứu triển khai thực tiễn trong nước, tiếp thu một cách chọn lọc với thái độ cầu thị kinh nghiệm tốt của các nước khác nhằm tiếp tục góp phần cơ bản và quan trọng trong quá trình hoạch định và quyết sách đường lối chính trị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước trước hết trên tầm vĩ mô. Thực tiễn lịch sử cho thấy không có lý luận thì xu hướng cách mạng sớm hay muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về chính trị. Sự thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế kỷ 20 đã cảnh báo và chứng thực lời tiên báo đó của chính Lenin chứ không phải ai khác. Trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải bảo đảm sự thống nhất giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai thống nhất giữa lý luận với thực tiễn nhằm phát triển lý luận chủ động đáp ứng những nhu cầu phát triển của thực tiễn, dẫn dắt thực tiễn phát triển một cách đúng đắn và hiệu quả. Đó là con đường bảo vệ chủ nghĩa Mark Lenin một cách khoa học, cách mạng và triệt để nhất, là sự thể hiện sinh động tư tưởng kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách chủ động nhằm làm cho công tác lý luận thực sự góp phần xứng đáng trong việc hoạch định đường lối chính trị của Đảng ta một cách đúng đắn, phù hợp. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau